đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Hôm nay chúng ta lại có một cuộc trò chuyện với nhạc sĩ về một chủ đề rất đặc biệt. Làm thế nào để biến những biến cố trở thành những may mắn, những cơ hội trong cuộc sống của mình? Anh thích nhất mùa nào trong năm? Những cái ngày cuối thu đầu đông ấy. Anh thích phố nào ở Hà Nội nhất ạ? Đấy là cái đường Nguyễn Du. Âm nhạc là gì ạ? Người mà không biết yêu âm nhạc thì chắc chắn phải làm kẻ độc ác, không thể đầu hàng được. Nếu mà bây giờ nhảy vào tàu lửa, tức là mình đầu hàng. Và từ đấy trở đi, tôi thề trong cuộc đời tôi là không bao giờ lùi bước trước tất cả những cái gì tàn nhẫn cả. Và rất may mắn là trong cuộc đời những cái tàn nhẫn ấy sau này trở thành một thứ hỗ trợ cho tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc mà nhạc sĩ đã từng sáng tác. Và nhạc sĩ hãy giải thích cho tôi biết nhạc sĩ đã gửi gắm điều gì trong đoạn nhạc này. Chúng tôi có một đoạn nói về nhạc viện Hà Nội trong những năm chiến tranh, những năm sơ tán. Thì nhạc sĩ thử nhìn lại xem là những cái cảnh này có quen thuộc không ạ? Đấy, ngày xưa là học như thế đấy, người ta gọi là lập mái rồi trình tường đấy. Và chính trong những cái ngày sơ tán như thế là nhạc sĩ đã học tại nhạc viện. Và chúng tôi muốn hỏi là nhạc sĩ đã có những cái nỗ lực thế nào? Tôi đến các lớp mà người ta dạy học sinh sáng tác ấy, tôi thường ngồi ở cái bờ bụi tre để nghe. Không được phép vào lớp, hồi đó là người ta không cho phép đấy. Thế thì tôi ngồi ngoài bụi tre nghe, thì thôi anh Hồng Đăng ấy là một thầy dạy hòa âm, thì anh thấy thế, anh bảo thế thì Quang cứ ngồi trong lớp đi. Tức là tôi ngồi, và sau này thì tôi học cái tất cả chương trình hòa thanh cổ điển và thanh này, các tất cả mọi thứ là qua những cái lần như thế. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhạc sĩ tham dự một trò chơi được không ạ? Nhạc sĩ có biết chơi Sudoku không ạ? Không. Chơi Sudoku thì rất là đơn giản, tức là chúng ta làm thế nào để trong tất cả các ô có các số từ 1 đến 9. Nhạc sĩ sẵn sàng chơi không ạ? Thì cũng cứ chơi thử. Đây là một bài toán Sudoku. Bài toán này luật của nó như sau: hãy làm sao điền các số vào đây để trong tất cả các ô này có các số từ 1 đến 9 không lặp lại. Và trong toàn bộ các bảng lớn này thì các con số cũng không lặp lại từ 1 đến 9. Ví dụ trong hàng này không được lặp lại từ 1 đến 9. Bây giờ nhạc sĩ quan sát một chút ạ, hay không, là nhạc sĩ làm luôn? Không cần phải nhìn thì cũng thấy rằng là nó có số không có ở đây chẳng hạn, đúng không? Vâng. Đấy, ví dụ đấy. Miễn là đủ số chứ không vâng cần ạ. Ra kết quả. Ví dụ ở đây là nhạc sĩ điền đúng rồi nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là rất là tốt ạ. Tuy không, nhiên ở đây chúng ta lại nhìn thấy ở đây nhạc sĩ điền số 8 và... Thế thì tức là những con số này là ở cái bảng khác không ạ? Cái cột này cũng phải đủ làm sao từ 1 đến 8. Tức là nếu thế thì rất là đơn giản thôi. Để vì chưa biết cái luật này, nếu biết thì đây là 3 đúng không ạ? Thế đây là mấy thì, ạ? Thì đây thì cái 8 con số này sẽ sửa nữa. Vâng, như vậy đây là 8 đúng không ạ? Thì đây lại sai tiếp ạ. Thế thì... thế đây phải là mấy ạ? Đây thì 4 rồi. Thế thì Hà cũng có từ trên này xuống rồi. Vâng ạ. Thế đây phải là mấy ạ? Thế thì đến đây thì bó tay chấm com đấy. Anh đã làm gần đúng rồi. Ở đây có 3 số là 3, 5 và 4. Thì anh đã điền vào đây là 5. Thì đây sẽ là mấy ạ? Thì nếu mà cho số 4 vào đây thì được cái gì? Vâng, được ạ. Thế à, tức là thế thì và đây thì về hàng dọc thì đây là số 8, tất nhiên là số 8 tất nhiên. Vâng, một tràng vỗ tay cho nhạc sĩ ạ. Tôi đã chưa ra được chơi cả này. Vâng, nhưng mà nhạc sĩ đã điền được hẳn 3 ô, thế là cũng rất là đáng hoan nghênh. Nhạc sĩ có muốn điền tiếp không? Chắc là để cho các em điền cho vui. Qua quan sát của chúng tôi thì có những người thì khi người ta nhận được cái bảng này, việc đầu tiên là người ta suy nghĩ lưỡng lự một lúc rồi người ta cân nhắc rồi người ta mới bắt đầu chơi. Nhạc sĩ thì chơi luôn. Trong cuộc sống nhạc sĩ có luôn luôn như vậy không ạ? Có những người thì trong đời này thì người ta đắn đo rất lâu rồi người ta mới làm. Có người thì vội vàng hấp tấp rồi mới làm. Tôi không thuộc cả hai người loại người đó. Tức là tôi sẽ làm nhưng mà tôi tin rằng là mình sẽ suy nghĩ ra cách gì hợp lý nhất trong lúc mình làm.
mà có những người thì người ta sẽ quan sát rất kỹ để tìm ra quy luật rồi người ta mới bắt đầu làm, nhưng nhạc sĩ lại là người lao vào làm ngay và vừa làm vừa tìm quy luật. À, thì vấn đề là cuộc đời ngắn ngủi lắm, cho nghĩ ra việc gì phải làm ngay tức khắc. Tôi nghĩ đã là trò chơi thì cần gì phải phải mất thì giờ đấy. Vâng. Mình có thể thua có thể được. Trong trò chơi người ta có thể nhìn ra tính cách của bạn. Vâng, như thế là tính cách của nhạc sĩ là luôn luôn muốn làm ngay. Tuy nhiên thì có những người gặp thất bại thì người ta lại muốn làm tiếp, làm cho xong, làm đến hết cái bảng này thì thôi. Nhưng nhạc sĩ khi gặp thất bại thì đã dừng lại và không muốn làm tiếp. Trong trò chơi thì tôi rất sẵn sàng nhường, và có khi mình giả vờ đánh rốt để cho người ta sướng. Thế còn trong cuộc sống thì sao ạ? Nhạc sĩ có phải là người rất hiếu thắng không? Tôi hiếu thắng theo kiểu này. Muốn để dìm người ta xuống thì tôi nói là ồ cái tay này là tay vứt đi, làm sao so với tôi được, còn tay kia làm tay vứt đi. Nhưng tôi nghĩ rằng cả hai người này đều rất đáng kính trọng. Nhưng mà tôi hứa rằng là trong đời tôi sẽ có một ngày dứt khoát tôi phải vượt qua đầu những người này. Tôi là hiếu thắng theo kiểu đó. Hồi bé tôi để trước mặt tôi tất cả các thần tượng. Gồm có. Thì những cái người mà người ta lúc đó đang hơn mình. Và sau kinh nghiệm ra một điều là nếu mình cắm cổ đi mà thật cẩn mẫn ấy, thì đến lúc ngẩng mặt lên thì thấy rằng có rất nhiều thần tượng đã ở phía sau. Vâng, và qua việc nhạc sĩ Phú Quang trải nghiệm với món Sudoku, chúng ta cũng đã khám phá ra một chút về tính cách của nhạc sĩ. Sẵn sàng lao vào làm ngay, không cân nhắc quá lâu, không sợ thất bại. Và có thể thất bại cũng được, nhưng mà nhạc sĩ nghĩ rằng là nhạc sĩ sẽ có thể làm được tất cả những vượt qua được tất cả những thử thách, cho dù là khó như món Sudoku. Chúng ta dành một tràng vỗ tay nhạc sĩ Phú Quang ạ. Còn bây giờ thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do một ca sĩ rất trẻ, ca sĩ Nhật Thu sẽ trình bày. Chiều đông sương răng vô vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trời, ta còn chưa nhạt phai sắc nắng. Theo mây tan nhòa bao giấc mơ xưa, giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ Sài Gòn sống 2-3 năm. Ngay từ những năm đầu tiên tôi đã nghĩ rằng dứt khoát tôi sẽ quay về Hà Nội. Nhưng mà là số phận, cho nên là rất nhiều năm sau đó thì tôi mới về được. Tôi yêu Hà Nội như là tôi yêu mẹ tôi. Thế nhưng mà khi tôi về Hà Nội thì Hà Nội vẫn nguyên vẹn đấy, nhưng mà người mẹ tôi thì lại mất rồi. Thế và tôi rất là buồn. Thế nhiều người hỏi tôi là trong cái năm 2010 này anh có sáng tác cái gì cho Hà Nội không? Tôi thì không sáng tác kịp thời được. Nhưng mà nếu có một tác phẩm tôi viết cho mẹ tôi, tức là cũng như là tôi viết cho Hà Nội, bởi tôi yêu Hà Nội như mẹ tôi. Về người mẹ thì các bạn biết điều này này. Trong ý nghĩ của chúng ta
thì cái điều mà thiêng liêng nhất bao giờ cũng là người mẹ. Và không ai có thể độ lượng như là người mẹ được. Không ai có thể cái tình cảm mà lớn lao người mẹ. Tôi nhớ rằng là khi 17 tuổi tôi đã là tác giả mà đi sáng tác dựng cho các đoàn. Thời đó là thời đất nước rất là đói kém. Thế và mỗi người là chỉ được có một lạng thịt một tháng thôi. Thế khi bao giờ tôi về ăn cơm mẹ tôi thì mẹ tôi gấp đầy một bát toàn thịt cá nữa. Tôi hỏi tại sao mợ lại phải gấp thế? Thì mẹ tôi là chỉ sợ con không được ăn thịt cá. Mẹ tôi không biết rằng là tôi đi làm tác giả từ năm 17 tuổi cho nên lúc nào tôi cũng được ăn cơm gà cá gỏi. Mà thương lắm khi mẹ tôi mà sới bát cơm thì Phong cũng sới ở giữa nồi. Vì là chỉ sợ là cái miếng cơm nó không ngon. Và chỉ có duy nhất người mẹ thì mới có thể là tha thứ cho tất cả các bạn tất cả mọi điều. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ yêu. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ mẹ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang, và đây có phải là lần đầu tiên nhạc sĩ hát bài hát này cho khán giả không? Không, bài hát này tôi viết vào trong năm 2008 khi tôi trở về Hà Nội. Thế và lần đó thì vì ca sĩ chưa kịp tập tôi có hát và khán giả cũng rất là khen, mặc dù là nói là giọng cao thì rất thường nhưng mà tạo được ấn tượng với họ. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, tuy nhiên chúng tôi thấy nhạc sĩ rất là xúc động, và chúng tôi cũng nhận thấy là nhạc sĩ đã ngần ngần nước mắt khi mà hát về bài hát này. Có lẽ nó đã gợi ra rất là nhiều kỷ niệm. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, một chương trình nói về những biến cố của cuộc đời và cách con người ta vượt qua biến cố, thì nhạc sĩ đã nhắc rất nhiều tới mẹ của mình. Mẹ tôi là người đàn bà rất đặc biệt. Bà là con một ông quan huấn đạo, tức là bây giờ thì gọi là ông giám đốc sở giáo dục đấy, của Hưng Yên. Thế và mẹ tôi thì thường dạy tôi chỉ bằng thơ văn. Và trong đời thì duy nhất có một lần mà mẹ tôi đánh tôi thôi. Đấy là lúc mà tôi khoảng độ gần 5 tuổi, tôi ra đường đi chơi với trẻ con. Và mẹ tôi tìm mãi về ăn cơm không thấy, thì tôi đi ra học được với trẻ con. Thế mẹ tôi mắng tôi mấy câu mà đang sẵn cầm một cái đũa cả trên tay. Thế khi mẹ tôi nói thì tôi học vừa mới học được bài học mới nhất của bọn trẻ con. Tôi bảo mẹ mày. Thế là mẹ tôi thì sững người và không thể nghĩ được đứa con trai mình rất yêu mà lại hỗn như thế. Mà từ xưa nay là trong nhà tôi là nhà giáo dục rất là khó khăn. Thế thì mẹ tôi không kìm được mới lấy cái đũa cả quất vào mông tôi. Một cái rất mạnh, tôi nghĩ là rất mạnh. Và sau đó thì mẹ tôi lại thương quá, lại hòa khóc, lại bế mình và mang ra ao tắm ấy. Thì tôi nhìn xuống mông mình thấy một vết đỏ lằn.
Thế tôi hỏi, mẹ ơi đây là cái gì đấy? Thì mẹ tôi khóc mà là con lươn con ạ. Thế và tôi từ đấy trở đi thì bà không bao giờ mắng tôi. Sau này có tuy tôi mà đi học ấy, thì mẹ tôi cứ giục suốt ngày con phải học, chứ vì cạnh hàng xóm tôi là có một thằng học cùng lớp ấy, thì nó cứ học thuộc lòng ra giả. Buổi sáng là 5 giờ sáng đã đọc cả xóm nghe thấy rồi. Đất nước Việt Nam là liền một giải hình chữ S, tôi đọc sáng nào đọc đủ các bài thế. Và mẹ tôi cứ bảo, Quang, thế con không dạy học đây à? Con nhìn bạn Thu đấy, bạn ấy học như thế mà con chả học gì. Thì tôi trêu mẹ tôi bảo, mẹ mà cứ giục con học nhiều ấy là con bị thần kinh. Thành ra mẹ phải giục ít thôi. Thế là mẹ tôi thì rất là tức. Nên một hôm đến lớp học với anh thì mẹ tôi mới bảo với cô giáo là, cô ạ, à, cô phải xem nào nói giúp tôi. Cháu Quang nó bướng lắm, tôi bảo nó học thì lần nào giục nó học, nó không bảo nó, nếu mà mẹ giục nữa là bị thần kinh. Thế thì cô giáo mới cười, cô bảo, bác ạ, à, bác khỏi lo đâu, em nó là học sinh giỏi nhất toán văn của trường đấy. Thế thì về mẹ tôi là lần đó, có một lần mà, tức là mẹ tôi không bao giờ chửi con, thế nhưng lần đó có một lần mà chửi yêu đó. Mẹ tôi bảo này, tiên sư anh á, anh học giỏi thế này không nói gì với tôi cả. Và từ đấy trở đi thì không bao giờ mẹ tôi giục tôi một cái gì cả. Tại sao trong bài hát nói về mẹ lại có từ phụ bà? Phải chăng là vì đứa con khi bị phản bội, đau khổ quá thì mới nghĩ đến mẹ? Trong đời mình cũng gặp sự phản bội rồi. Cho nên mình mới hiểu rằng, mới nghĩ ra một điều, để không trách họ nữa thì mình nghĩ rằng cũng đừng hy vọng gì trừ người mẹ mình ra thôi. Không ai có thể tha thứ đến như thế được. Và như thế một cái cách thức để mỗi khi mà chúng ta gặp cái điều gì không may mắn là chúng ta phải tìm cách để lý giải nó theo một cách gì đó có thể chấp nhận được. Ví dụ như là năm 14 tuổi thì mẹ của nhạc sĩ cũng đã tìm một cách lý giải, và về sau này mỗi lần bị phản bội thì nhạc sĩ cũng tìm một cách lý giải là chỉ có mẹ thì may ra mới không phản bội ta. Bạn anh nghĩ thế đi thì bạn bớt đi giận hờn. Đúng không? Thế thì và đừng, tôi nghĩ rằng này, chúng ta đừng bỏ qua tất cả những cái gì đã xảy đến trong cuộc đời, nhưng mà hãy nghĩ về nó để rồi ngoảnh lại nhìn đấy, để rồi một lần ra đi mãi mãi không quay trở lại những cái đó nữa. Đối với tôi thì âm nhạc là một cách giải thoát, và tôi có tìm thấy hai cách giải thoát trong cuộc đời này. Trước tất cả những cái bất hạnh và những cái va vấp mình gặp trong cuộc đời, tốt nhất là mình hãy lao vào công việc, tìm niềm an ủi trong chính cái niềm say mê. Tất nhiên là công việc bạn say mê, đấy là một cách mà xả đi những bức bối của đời sống. Còn cách thứ hai là bạn ấy tìm ra mọi lý do để mỉm cười được. Và khi bạn tìm được lý do để mỉm cười ấy, thì chính lúc đó là lúc cái vũ khí mà hữu hiệu nhất để chống lại tất cả những buồn phiền trong cuộc đời này. Có lúc nào nhạc sĩ đã thấy cuộc sống của mình hoàn toàn tuyệt vọng đến mức không thể mỉm cười được nữa? Mình không tìm được ra một cái gì mới trong ấy, thì đấy là lúc quả thật là lúc tuyệt vọng thật. Và nếu đến cái lúc ấy thì bạn có thể nó không phải là, nhưng có thể ám ảnh ra là có cần sống nữa không? Mà lúc đó thì chúng ta phải làm gì ạ? Tôi có đọc một cái chuyện của một ông họa sĩ Pháp ấy. Ông khi ông 70 tuổi, ông thấy ông không vẽ được cái gì hơn cái ông ra vẽ nữa. Thì ông phóng xe rất nhanh ở trên một cái đường núi và lao thẳng ra biển. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cũng vẫn còn lục loại ham sống sợ chết. Là thôi thì mình nghĩ rằng là phải cố kéo lại cái tình yêu với cái đời sống này. Tôi thì bây giờ có nhiều điều để có thể kéo trở lại. Nếu mà lúc buồn phiền nhất thì mình có thể nghĩ đến âm nhạc. Mình có thể mình viết văn này các tất cả nhiều thứ để mà làm ấy. Nhưng mà ngay cả những điều đó cũng tuyệt vọng rồi thì mình sẽ nghĩ đến con cái, đến nhiều thứ nữa. Những cái trách nhiệm mình phải làm. Người ta nói rằng là khi người ta buồn thì người ta viết nhạc hay nhất hoặc là làm thơ hay nhất. Nhạc sĩ có sợ rằng lúc nào đó mình chẳng còn buồn nữa? Ví dụ những cái nỗi buồn, những biến cố đã đằng sau lưng rồi, bây giờ mình có một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, đầy đủ, và mình sẽ chẳng còn động lực để mà sáng tác thật hay nữa. Thế thì khi mà người ta mà thật no đủ và không còn tha thiết điều gì nữa thì người ta có thể trở thành một con gián rất là đẹp. Tức là nhặt được mẩu bánh mì xong ngồi cứ nhai trong góc tối và ve vẩy ru thôi. Đấy là nỗi sợ và nhạc sĩ sợ nhất đúng không ạ? Nhưng cũng may là này, nhạc sĩ Việt Nam cũng không phải sung sướng lắm, cho nên là lúc nào cũng vẫn còn phải vật lộn với cuộc đấu tranh sinh tồn. Thành ra là cũng buồn thì buồn, chứ bây giờ vợ con đói thì lại phải đi làm thôi. Thì chưa đến nỗi mà giàu quá để có thể mà chán không làm gì nữa. Vâng, chúng tôi có một đoạn phỏng vấn một số khán giả về nhận xét về những cái cảm nghĩ của họ về nhạc của nhạc sĩ lắng nghe chị ạ. Vâng. Em không thường xuyên nghe nhạc của Phú Quang, em cũng không biết nhiều lắm về nhạc sĩ này. Mình cũng không hay nghe nhạc của Phú Quang lắm, tại vì theo mình nhạc của ông ấy là rất, theo mình là nó phù hợp với lứa tuổi
nó trưởng thành hơn một tí, tại vì nó có nhiều chiêm nghiệm trong đó nên mình cũng không hay nghe. Em thích rất nhiều bài nhưng mà nếu mà thích nhất thì chắc là Em Ơi Hà Nội Phố ạ. Em thì rất ít nghe nhạc của Phú Quang. Thường thì giới trẻ bọn em bây giờ thường thích nghe nhạc nước ngoài hơn vì nó có thể là hợp với tính cách của bọn em hơn. Mình thì rất hay nghe nhạc, nhưng mà về các nhạc phẩm mà mình nghe thì mình chỉ để ý đến cái tên của bài hát, tên của nhạc phẩm ấy, chứ còn tên của người sáng tác thì rất ít khi mình để ý ạ. Cũng có thể là mình nghe nhạc Phú Quang rồi. Mình cũng có biết đến nhạc sĩ này. Và thực ra thì đối với nhạc Phú Quang thì mình chỉ nghe một số bài. Có một bài nổi tiếng nhất mà mình vẫn thích nghe, đấy là bài Điều Giản Dị. Những cái bài của nhạc sĩ Phú Quang đều giống nhau và nó cũng có thể là nó sẽ gây nhàm chán đối với người nghe. Bài hát ấy đã tạo nên cái phong cách của bác ấy thì là theo mình thì nó không có lặp lại, không cảm thấy nó lặp lại hay buồn chán gì cả. Mà đấy là thể phong cách của bác ấy. Em cảm thấy là dòng nhạc này không phù hợp với lứa tuổi em cho lắm á. Nó hơi có gì đấy, nó chiêm nghiệm và nó hơi người lớn một chút ạ. Em thích nghe phần lời nhưng không phải là đến mức là phải nghe rồi phải hiểu đến mức chiêm nghiệm để rồi còn nhận ra là chiêm nghiệm phần nào như phần nào. Bởi vì là em nghĩ là quan trọng là lời hát có ý nghĩa. Gần đây thì em cũng không thấy có nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ Phú Quang. Đối với bản thân em thì em nghĩ là mỗi người thì có một phong cách riêng. Thế thì nhưng mà em cũng rất muốn là bác Phú Quang có thể sáng tác những bài hát mới mang phong cách có gì đó mới mẻ hơn nhưng mà vẫn dựa trên cái nền tảng của bác ấy từ lâu. Gần đây thì em không nghe được một bài hát mới nào của Phú Quang cả, nhưng mà em hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ được nghe nhiều sáng tác mới của ông. Anh Minh với các bạn một chút thôi, tức là này không có nhiều người, ngay cả những người mà ngày xưa người ta không thích mình lắm, người ta nói là nghe biết ngay là Phú Quang. Thế thì tôi có hỏi đùa mọi người là thấy nghe không biết ngay là Trịnh Công Sơn không? Đấy là gì? Đấy là phong cách. Còn đáng chán ấy là này, nó giống nhau. Có phải thách thức lớn nhất với một nhạc sĩ là phải đối mặt với những nhận xét không? Cái đó tôi cho là rất chân thành, rất thiện ý. Dạ. Và không có thứ nghệ thuật nào dành cho tất cả mọi người. Có mỗi một cái thứ nghệ thuật thì nó có một đối tượng của nó. Thế nhạc sĩ có định thay đổi để chuyển nhạc của mình theo một cách nào đó để cho các bạn trẻ cũng thích không ạ? Tôi thì không nghĩ rằng là tất cả các bạn trẻ không thích. Tôi đã từng nghe một cô bé con 16 tuổi thôi. Tôi có bảo là cháu, mẹ cháu chỉ cho tiền cháu 2 đêm thôi, đi xem nhạc bác thôi. Đêm nay hôm qua cháu xem rồi, nhưng hôm nay cháu sợ là bác 5 đêm bác sẽ đổi bài. Thì riêng có chị Hồng Nhung với bài Nỗi Buồn thì cháu xin bác là bác cho chị vẫn hát bài này. Vì mẹ cháu cho cháu hôm nay là hết rồi. Thế thì mình bảo cái thì dễ thôi. Nhưng mà cháu bé thế tại sao lại thích bài Nỗi Buồn? Mà bài Nỗi Buồn là tôi viết trong cái lúc mà tôi muốn từ giã âm nhạc. Bởi vì mình bị phản bội chỉ vì là lúc ấy mình nghèo thôi. Thế mà tôi nghĩ rằng mình thì cũng thông minh và cũng có sức khỏe và cũng có cả cần cù nữa. Thì tôi sẽ có thể như các người mà đi buôn lúc đó có thể kiếm được tiền. Tôi định vứt hết cả âm nhạc đi. Tôi để đi buôn. Để đi buôn. Nhưng sau đó thì đến Vũng Tàu tôi dựng cho một đoàn cũng là để kiếm tiền nhưng không phải vì âm nhạc nữa. Thì có một cô ca sĩ cô hát rất hay. Và tôi mới nhận ra rằng mình nhầm. Âm nhạc vẫn còn cần cho cuộc đời này. Thế tôi lại quay lại thôi. Thế thì cô này cô thích bài, tôi bảo thế cháu 16 tuổi sao cháu thích cái bài ấy. Thì cô bảo là cháu không biết nữa bác ạ. Nhưng mà cháu thích lắm, cháu nghe cháu rất thích. Thì tôi mới hiểu là mình trước đấy, trước khi cô này nói, tôi nghĩ rằng những người nghe nhạc tôi giống như con cô bé đấy nói, phải là người đứng tuổi và có chiêm nghiệm gì đấy. Thế nhưng từ lúc đấy tôi mới hiểu rằng là không hẳn là như thế. Tất cả những hình ảnh như thế, tôi là người nói vậy thôi nhưng tôi lại là người rất là yêu cuộc đời này. Tôi không bao giờ mà tuyệt vọng đến mức mà phải từ chối cuộc đời này. Đã từng có ai nghe nhạc của nhạc sĩ và sau đó lại làm cho chính nhạc sĩ cảm thấy xúc động? Tôi có một cô bé, một lần cô viết thư tôi thì cô bảo là cô bị suy thận rất nặng và cô chỉ muốn chết thôi. Thế và bạn bè đến khuyên rất nhiều nhưng cô này cô không nghe. Thế có một lần có một cô khác, cô ấy bị bại liệt hai chân. Và cô mang đến tặng cô này 4 băng nhạc của tôi. Cô bảo là bọn tao đã khuyên mày rất nhiều, mày vẫn cứ kiên quyết là không muốn sống gì. Thế bây giờ bọn tao chỉ làm động tác cuối cùng để mày nghe hết cái 4 băng này đi. Thế mày nghe xong, lúc mày muốn chết bọn tao sẽ không can nữa. Thì cô này có viết một thư tôi rất cảm động. Cô nói là cháu, và sau khi cháu nghe xong thì cháu khóc đúng 1 tiếng liền. Nhưng mà khi mà khóc xong rồi cháu thấy là âm nhạc chú dạy cháu một điều, bằng giá nào cũng phải sống, bằng giá nào phải chiến thắng.
Thì đấy là một cô mà tôi còn nhớ tên cô là Thanh. Và cô sau này có đi học ở, ở trường Viết Văn Nguyễn Du, nhưng mà cô ấy hình như là sức khỏe yếu quá không theo được. Bà nếu bây giờ xuất hiện trước mặt nhạc sĩ là một cô bé mà như nhạc sĩ nói là không may mắn và bị tật nguyền và rất là chán cuộc sống, thì nhạc sĩ sẽ khuyên bạn đến điều gì? Chừng nào mà còn có thể thì đừng đầu hàng. Như là tôi là người, cũng là người ba lần trong đời đã báo ung thư đấy. Người ta nói là ung thư sẽ chết, nhưng mà rồi mình cũng chả chết gì cả. Rồi tôi có người mách cái tôi cách tập luyện như kiểu của các Đạt Lạt Ma đấy. Sau đó thì tôi tập thì đúng là một năm sau nó biến hết. Thì tôi mới, thì nếu mà cô bé đến thì tôi sẽ kể cho cô bé nghe câu chuyện để thấy rằng chú nhá, là người ta đã từng nói như thế rồi. Và đến mức mà chú đã, hồi đó gọi là tôi bị khủng hoảng mất 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà sau đó đến ngày thứ 4 thì tôi nghĩ rằng nếu mà là số phận như thế thì sẽ gọi là trời mà kêu ai thì người dạ thôi. Thế nhưng mà ít nhất là những ngày còn sống này thì mình phải làm tất cả mọi điều để nếu cho mình và cho con cái mình, cho tất cả những điều ở lại, thì tôi lại trở lại thành người bình thường. Vâng, như vậy điều quan trọng nhất để vượt qua những biến cố mà có thể ai cũng sẽ có trong cuộc đời này là người ta phải có ý chí và không đầu hàng. Ngày xưa tôi rất thích câu thơ của Lê Đạt này: cha đã dạy con một bài học làm người, kiên quyết không lùi trước cuộc đời, phải thắng. Mà ngày xưa tôi cũng rất thích một câu thơ ông Việt Phương, tôi đọc cái lúc mà tôi khủng hoảng lần đầu tiên ấy: xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin, nay càng tin mà không cần tô gì nữa cả, quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ, ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn. Hai câu thơ là chính là một cái giống như hai cái nạng để tôi chống giữa cái lúc mà tưởng mình ngã xuống vào tuổi 14. Vâng. Còn tôi thì rất thích câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ: và ta tin đời bao điều tốt đẹp, như tin ở thời gian, như tin ở hoa hồng, trong bài thơ Tin ở Hoa Hồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta có một cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ rằng người thì đã đều có được những cái suy nghĩ của mình khi nghe cuộc trò chuyện này. Chắc là các bạn đã chờ đợi những cuộc nói chuyện về âm nhạc hoặc là về sự nghiệp sáng tác những ca khúc rất nổi tiếng của ca sĩ Phú Quang. Nhưng không, cuộc nói chuyện ngày hôm nay, nhạc sĩ Phú Quang đã chia sẻ những điều từ đáy lòng. Và tôi nghĩ rằng những điều này thật là quý, thật là có ích cho tất cả mọi người chúng ta. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang rất nhiều. Rồi xin chúc ông sức khỏe và sự thành công tiếp tục trong sự nghiệp của mình ạ. Xin cảm ơn chị Đàm Vinh Loan. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Em xanh trăng cũng trượt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã.